Ổn là ổn đó. Foundation năm quá tinh có phải không? Grow up to be a hero and a scholar. $10 value following the man of Bob Gallo, Father Bobby, a lot smaller than Father Bobby and a self-scholar. F-O-T. Bốn tuổi mới đi làm. Mấy thằng con lớn đi làm sớm. Alright, một chương. Guys, bài số 1. Lạy Chúa tôi thể hẳn là former country xuống hổ mạnh đó. Tôi dễ luôn á. Số 1 dễ đúng không? Right. Câu số 1, which? Yeah. Which? Both winter and summer nhé. Yeah. This is winter, this is summer, okay? Nước nào là thành công nhất trong cả hai cái? Well. USA, good. Good, chính xác, USA, đúng rồi, Đài Loan. Okay, cool, most successful. No way được không? Mở chính xác ra sao ok được chưa rồi giả dụ thì nói các bạn là USSR luôn các bạn có chấp nhận why not why not chào, chưa bà bé. Nhìn nha, nhìn kỹ nha. Highest ranking medal winners of all time. Winner là gì? Là những người chiến thắng. Highest là những người có những nước có gì? Cao nhất, thành tích cao nhất trong mọi thời đại luôn. Yep, tức là năm thằng quỷ này thằng nào cũng. Yeah, chính xác là cũng cao hơn đúng không? Nó chỉ là cao thua nhau. Cao hơn kém nhau bao nhiêu hơn đúng không? Đó. Vậy thì let's say, mặc dù ông nội Mỹ ha, ông nội USA với Norway thì ha, nó cao hơn cũng kiểu. Ở đây này. Mặc dù vậy nhưng mà nhớ cao hơn là ngoại nhưng mà nếu mà xét về độ thành công đó, thì không? Có phải là năm thằng này đều cao nhất trên mọi đại không? Ủa? Ủa vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là đây có USA Winter có mặt nó Highest Summer có mặt USA một bây giờ tiếp gì đâu còn nữa nào không? Germany, 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 okay. Germany, ở đây có cái gì nữa có ai nữa không? Ông đá USSR, good, very nice. Ở đâu vậy? Tại ai vậy?
Liên Xô á, ok, so cool, biết Liên Xô thì không? No. The Soviet Union, ok, Liên Xô, United States USSR. USSR. The Soviet Union, yeah. Thầy tắt nước cả thầy. Sao tự nhiên tắt vậy? Ủa sao tự nhiên tắt vậy? Alo luôn, wow. Nãy giờ em nghe thầy nói gì mà hơn. Dạ, hồi đầu buổi thì nghe, còn mới nãy là nó tắt. Nhiên tắt vậy? Thầy bấm gì đâu đúng không? Right, no. Ok, so, giờ nghe lại đúng không em? Ok, cũng fine, rồi. Vậy là có ba nước nha, we have three. Có ba cái, đầu tiên là the US, the USSR và cuối cùng là Germany, được chưa? Cool. Hiểu không? Dạ, yeah, right. Dạ. Câu số 2, Lâm. Norway, cool, very nice, chính xác. Nice, Norway. Naui, very nice, good. Câu số 3, Trân. Này là gì? Pháp, good, very nice, okay, actually it's France nhé, yeah. Okay. Fewest, ít nhất vào mùa hè, it's three France. Cool, dạ hỏi xong. Cool, fine, rồi, ai làm bài này mà kiểu như chưa đúng thì có thể là do đọc mật khẩu thôi nhé, đọc kỹ xíu nữa, fine. Yeah. Rồi, let's go. Và số 2. Hai giờ ở. Cái nào là introduction, cái nào là summary và cái nào là main body? Câu số 1, Thảo có là gì? Good, chính xác, it's the introduction, very nice, introduction, yeah. Sao biết thế ạ? Đúng rồi, paraphrase lại cái đề ha, đúng rồi, chính xác. The bar chart và the line graph, giờ được chưa? Cool, nice. Số 2, định thứ hai là gì? Hả? Overview, good, sao biết thế vậy? Dạ, good job, thank you. Nice, overview. Tiếp, số 3, số 4. Số 3 đi, Trang, số 3 là gì? Main body, main body số mấy, main body right, ok, số cũng phải rồi, số 4, let's go. Hơn số 4 là gì em? Vô. Summary. Oh, summary gì, tổng hai cái một mùa summary ghê vậy. Lão hả? Lão quá hả? Summary review phải một thứ không? Một thứ nha, actually một thứ đấy, ok man. Summary cái review là một thứ nha. Oh, chết chưa? Vậy thì một gì sửa được. Chắc được hết. Giờ này rốt cuộc cái nào mới là summary thật bây giờ? Cái cuối, tại sao không phải là cái số 2 mà là cái số 4? Good, chính xác là cool. So this is main body.
Đó, xong chuyện quá rồi. Tết và xoa number three. How old Thảo? Chú, chị uống Milo nhiều vô. Chú quá, ok, 15 tuổi được uống Milo nhiều vô ha. Cool. Đinh, câu số 1 là gì em? Good, chính xác. Very nice introduction. Introduction cần phải paraphrase lại cái question. Okay. Paraphrase the question nhé, dễ nhanh. Cool. Tiếp luôn đi, định câu số 2 là gì ạ? Good, chính xác. The main body. Good, ok. The main body should be healthy. Huh? Cool. Điểm nhấn của nó là gì? Điểm nó là gì? Data, data, data number. Và cuối cùng số 3 sẽ là gì? Đấy. Summary four five rồi Summary có thể được xem là cái kết bài của Writing Test One đó, nhưng mà thường thì nghĩ là các bạn viết ở trên đầu cho đủ rồi. Rồi xong hết. Sample này cũng y chang vậy thôi ha. Rồi, 502 thứ nha. Trung A, B, C, D, cái nào là introduction? Câu introduction nha, introduction. Introduction là gì? Bắt buộc phải có, paraphrase the question nha. Câu C, đúng rồi, chính xác. Why, tại sao? Paraphrase chỗ nào? Chỉ coi. Good, tiếp. Mình sẽ có illustrate vài chữ. Hả? Mình có đề. Đúng rồi, chính xác. Mấy em, trời ơi, không lẽ giờ cho các bạn quay tin test one không có đề, các bạn không biết cái gì. Không biết thiệt quá hả? Ôi giả dụ này đó, trời ơi nhìn đi, oh my god, là ố trời ơi, giờ không biết những hai này nói cái gì á, nó không có đề, giờ thử anh tự nói tiếng Việt với thầy, nó nói gì. Ok. Nó đang so sánh cái medal hay là country, nước quốc gia hay là huy chương. Ừ, cả hai yếu chính xác, quan trọng là quốc gia của huy chương là huy chương của quốc gia. Good, chính xác, very nice. Rồi tiếp mấy môn? Hai môn. Good, chính xác, môn cầu lông và môn mấy môn này môn gì? Rowing cũng là chèo thuyền chứ. Ok, sau đó rowing. Rowing là ông này mà bà này mình không biết. JK Rowling là rowing. Cái môn này nó môn rowing đánh tả hả? Whoops. Cô không phải rồi rowing nha, tự sửa đi em. Để sai. Ai ăn? Sorry, I'm just. Quá vô tình có cần sai cái quá gì không? Không. Okay. Đúng rồi, ai đâu chút. Để sai.
nào. Biết sao mới nghĩ vậy. Bị nghĩ cái gì chứ mai sâu theo rồi không có cái đề bài thì các bạn vẫn có thể paraphrase được nha, miễn là các bạn hiểu nó là gì được chưa. Thú nhưng mà yên tâm, trong bài thi chuẩn lúc nào cũng có cái đề bài để paraphrase hết. Ai muốn 6 chấm là đủ rồi thì paraphrase đề bài, ai muốn 6 chấm trở lên, 7 8 chấm loại hơn nữa, tự học những cái này xong cái gì chưa. Tôi muốn học lên tiến sĩ thạc sĩ gì không đâu. You write ok, vậy em sẽ phải paraphrase cái này, không có đề bài nha. That's it, just like how to just deal with that. Move on tiếp. Câu số tiếp theo, câu trong đây cái nào là summary? Thảo. Which was hả? Biết, good, right? Sao vậy? Biết thấy vậy? Sao? Hả? Đọc, ok, fine, em rồi khúc nào thì biết vậy. Phải là chữ summarize đúng không? Khổ quá, ok, yeah, chính xác rồi. Thứ hai nữa là trong đây có thông số khung. Giả dụ em thêm thêm thông số vẫn được không? Ok, đúng rồi, chính xác. Nice, thank you. Đó. Quá. A, B, có A, D là member gì hết rồi, tự chia đi hết, nó sẽ quá. Main body. Main bài số 5, các bạn sẽ có 2 phút để đọc, sau đó làm cho thầy. Quyết định thử xem trong 5 câu ở dưới câu nào sẽ là câu mà các bạn sẽ viết trong bài của mình. Đó. Dựa trên cái chart này, cái mix chart này. Các bạn sẽ ok, các bạn online sẽ đánh thẳng luôn cái số câu lên như thế nha. Ví dụ như câu em bao gồm câu 1, câu 2 đi, sẽ đánh câu 1, 2 lên. Ok. Rồi, ok, hết giờ hả? 2 phút thôi. Rồi mày uống hơi nhiều cà phê thì em để looking at the object. Object, trong 5 câu này, có câu nào sai thông số không? Nếu có là câu này. Ok, thử nha. Trang có là tên số này. Hai sai chỗ nào vậy? À, đúng mà, đâu có sai đâu. Đấy, ok. Bảng này cho thấy là top 3 đứa đứng đầu trong bộ môn gì?
Đúng rồi, chính xác. Là tử A là của nước nào? Đúng rồi, nè. 1, 2, 3, 5, nổi tóc phải hả? Đúng rồi, tiếp, có nào sai không? Được, tất cả nội dung câu này đều đúng nha. Đúng hết nha. Nhưng mà mình sẽ loại bỏ bao nhiêu câu? Câu nào mình sẽ không nghĩ tới. Lại 3 câu đúng không? Đấy, lớp phải câu nào vậy? 2, câu 4 với câu 5. Mình chỉ check câu 1 và câu 3 thôi á. Tại sao lại có 2 vậy? Đúng rồi, so sánh thì còn cái chữ luôn thế hơn, so sánh rồi hơn đấy là cái số đông, cái đông không so sánh về số liệu là nó không có số liệu thôi đúng không? À, nhưng mà không số liệu tôi nhất thiết phải sai đâu đúng không? Có thể chen vô cô mà rô được mà. À hả, câu số 2 mình không bỏ nha, check, mình sẽ include câu số 2 dùng. Rồi tiếp, sao nhỏ lại. Rồi tiếp nha, câu nào nữa? Tại câu số 3, câu số 4 không ra, tại sao lại câu số 4 vậy? Được, câu này tức là nó Không có này. nó mang lại giá trị ở bài này, viết vô anh không biết. Kiểu như thầy Tuấn đẹp trai á, đâu mang lại chị đúng không? Anh biết loại phái đến gì. Khu phái loại câu này người nó không mang lại giá trị cho bài cả, nhìn vô cái biết là đi chen, không nên viết như vậy. Loại câu số 4 đúng không? Đó. Ừ. Câu số 5, tại sao lại câu số 5 vậy? Quay đó hả, năm tại sao vậy? Quay cái số good, chính xác, right. Nữ nha. Rồi bây giờ để các bạn là we'll give you like a hint, the short hint. Câu số 1, most successful. Câu số 2, three of the top five. Câu số 3, số 4, số 5, two most successful. Cái câu này có so sánh, có so sánh nha các bạn, có so sánh, tức là nó sẽ có cái giá trị chuyển dịch thông tin. Mấy ok kiểu nhìn cho ai biết gì lại đánh giữa cực đúng không? Right, nhìn chung thì trên đây có chữ đúng không? Hiểu không? Vậy là loại câu, câu 3, câu 4 mình giữ câu, câu 1, câu 2 với câu 5. Cool. Hết, vậy thôi xong, xuyên quá. Ổn vậy? Tiếp nha. Tiếp, let's go. Xuống, exercise này. Planning trước khi thầy đi xóa ấy. Rồi, đúng rồi. Nội dung chính các bạn sẽ điền đây là cái gì? Các bạn có 5 phút để viết cho thầy cái outline của cái ở cái layout của cái bài này. Lên nghĩ cho cái bài này. Cái gì? Cái hình sao? Hả? À, trong đấy nó không nhìn được hả? Sao nhìn được? Chỉ là chỉ là chỉ cho cái mẹo nhìn hình logic nha. Men quên mình trái phải thì cái trái là nên, cái phải là mình. Thường cái pie chart nha các bạn có thể đánh giá cái pie chart, cái biểu đồ tròn này. Nó có đúng là pie chart thật sự là của một người bình thường mà biết đúng chuẩn hay không á, là lúc nào nó cũng sẽ phải chia theo chiều kim đồng hồ ở hướng 12 giờ, hiểu không?
này đi, vậy đi hết. Ok, A B C, cái này là đúng hay sai? Ừ, đúng rồi, chính xác. Còn này, này là gì? Sai, tại sao? Đúng rồi, cái này là logo của hãng Mercedes. Ok, không liên Đấy. quan gì? Không, à, đúng kìa. Bộ quê quốc có tiền để mua xe hơi luôn. Why that? Why? Mua gì mà mua xe hơi mọi người. Vậy hả? Sao mà đen nghe 6, 12, 6 tháng đăng kiểm được mua xe hơi này cái kiểu cái đi bảo hiểm bảo hiểm này rồi rồi mua xe hơi là cái gì khoe hả? Tiêu là cái gì? Theo tính chuyện xe cũ đi. Thôi, năm chạy xe hơi mấy lần lắm. Không phải đi thi bằng nữa mà. Nói vậy thôi em không nghe xin. Có thẳng là có tiền mua đi với anh. Mấy em. Đây. Không thấy cậu tên nhìn thấy đánh đúng xong chưa không? Vậy có học tiếng học gì nữa. Này ngồi anh già chắc nó lấy bút bút xóa nó kẻ được chỉ mà định tay quay bánh gì hả? Ngồi chính xác xác mình mua bức file lên là mình rất là chào đó. Được 2023 rồi. Nhắn được. Time flies. Mix chocolate mix
Dạ, hết giờ, cool, phải. À, vừa introduction bỏ qua nha, xíu bạn làm tôi biết sao. Overview. Ai có hai ý về câu một đi lần. Rồi, hai ý là đúng nha, một là sai ha, hai ý đúng. Cool. Overview có tầm hai ý nha. Rồi, Tú hãy quên là gì? Nguyên công nha. Overall, can be seen that the number of the physical neutrons below the upper plane. Tiếp. Beside that, throughout any given year, the amount of men who join the Olympics are higher than Ok, good. Cái số 2 quá hồi ấy xíu nha. Ok, hết. Số 2 bị thiếu một xíu. Ok. Rồi, thứ nhất là các bạn có number of participants là đúng nè. Chính xác. Increase. Chắc chắn là vậy. Right. Tiếp. Cái trend số 2. Đếm đúng luôn, tại nếu mình nam nam nữ được tăng thì y chang quỷ này luôn. Đấy, số lượng người tham gia tăng là một nam nữ là người phải. Ok, so nhìn thử nha, qua có ý kiến khác nữa không? Xác nhận là đúng là một là thứ nhất là số lượng người tăng nè, thứ hai là các bạn sẽ có là men were higher than hay là more men ha, là more men than women. Nhớ. No, không. Really? No. Không phải đó. Nhìn, take a look. Tăng đúng không? Rồi này dễ đường tăng rõ ràng đúng không? Cool. Rồi tiếp. Nam nè, nam giới thì vẽ một xanh đi. Ok, so. Thấy không? Nữ nha, vẽ màu đỏ hả? Nó sao? Ấu giá nữ nó tăng mạnh hơn chắc. Không biết mạnh hơn hay nhẹ hơn nhưng mà chắc chắn là càng ngày càng có nhiều nữ giới tham cả hai cái đều tăng nhưng mà chắc chắn là nữ giới là cái thể hiện rõ ràng nhất là càng ngày càng có nhiều tăng lên. So mình sẽ có là more men than women và more and more women được chưa, participate đó, đó. Rồi vấn đề là làm sao để cái này thành câu này? Một cái đó mình viết dùng đó. So, Tú em biết cái câu gì mấy dấu chấm nào chấm không được, một giờ một thôi, một dấu chấm thôi nha, only one. Ừ, đó em biết được một câu thôi Thảo. Em biết nhầm bạn. Fine rồi, nhầm đầu em nhầm. Mẹ âm nhanh, biết mấy câu. Cái gì? Cũng đúng hợp lý, đến biết mấy câu. Trời ơi. Mày là đi học buổi gì? Hai đứa kiểu như bước nó hai đứa kiểu sắp đứa cầm hai chân nó cầm hai tay ném xuống sân cụm từ nha các bạn. Ok, to throw a person under the bus. Cool. Bán đứng. Ok, đổ tội bán đứng nha. Ok, Thảo anh à, for you but cool. Rồi bây giờ nè, để làm cái câu này thành một câu, để những ý kiến này một câu thì ngon, let's see. Các bạn sẽ phải dùng liên từ trong sở nữa, chính xác và chọn liên từ nào dùng cái đúng đúng không? Right. Cool. Rõ ràng là hai thằng quỷ này các bạn sẽ nói bằng chữ
cái line graph ở trên với cái bar chart ở dưới các bạn sẽ bằng chữ gì em đúng rồi chính xác giỏi you chart the and cool còn ông nội men của mình với lại mô của mình participate thì các bạn sẽ bằng chữ why ông ngoài không chịu ngoài nhầm bớt đó however đúng không hợp lý đó actually xác nhưng hợp lý đó bớt however nhưng mà bớt thì lợi hơn nha however nó không phải liên tục hay mà nó là một cái adverb discourse markers ok cool rồi vậy thì nguyên con mình thấy viết như thế này overall the number of participants increased in the year quá khứ mà không right ok cool increased and more men than women thì là and there were more men than women rồi tiếp bỏ cái này đã bảy cái hả but sao vậy thôi sao cũng thật sự nó hơi tù xíu nhưng mà nó đúng ngữ pháp nó đúng nội dung chứ đã mày đi dùng thì formal mà là ở được em được ok vẫn được hay không là sao phải lớn hơn là sao ít nhất em như nó không phải không phải quy tắc ở thứ hai liền là trên đây có bao nhiêu sản phẩm gì bạn hiểu không quan trọng là các bạn nhìn ra được bao nhiêu trend không có đúng không có sai trong bài thi học là như vậy các bạn viết được bao nhiêu là được bấy nhiêu điểm đấy thì mới sugar coat cái đó em thì mới bọc đùng lại cho em thử nói là hai cái là sai hả ba cái sai tiếp thì đúng sai các bạn quan trọng thôi 6 điểm 6 chấm đúng không 7 chấm 6 chấm với 7 chấm nào đúng hơn ok nhá that's a both rhetorical question you could have not answered but you did anyways. Yeah, thank you. But why say thank you? Đó rồi, em hiểu có đủ hay không? Hiểu không? Ok, cool. Yes, good job. Ok, không hiểu là tốt. Ở hiểu không? Nhưng mà biết không hiểu rồi, không cần cái gì đâu. Ok, you don't have to look at me like that. Tiếp. Body số 1. Biết không ai số nào chat thì làm vậy biết không ai alo trời ơi không vô thử coi body số 1 em thử cho thầy nữa rồi body số 1 em đoán xem sẽ biết bao nhiêu câu vậy thôi dạ cái lần của câu mấy câu hơn body số 1 biết mấy câu hai dạ hai câu không có thể là nghe nói gì luôn nó lại đi em gái được rồi dạ hai câu yeah thank you còn cái lỗi thì thầy không nghe được và giao ba thì cũng được hai câu đó của em sẽ viết về cái gì với cái gì đó lưới cũng dạ viết về cái số người tham gia thấp nhất từ cái này trong tất cả các năm thì nó là thấp nhất và số lượng của người nó rất là ít so với mình. Ok, rồi, good job, thank you. Thông bài hai câu. Phút đầu tiên là em phải nói về cái này trước đó nha. Mà trước này mình chưa có men với women, cho nên em phải làm gì? Tắt ra. Cool. Rồi, nếu hai câu thì sẽ tắt như thế nào? Thầy nghĩ là nếu hai câu sẽ tắt như vậy. Thế, cool. Tắt 24 tới 5 tới 8 từ, 5 từ cái việc này. Cool. Yeah. Tắt hết rồi. Được. Tắt 3 cái. Vậy đó. Vậy đó. Vậy đó. Được không? Xong. Nhắc lại bạn số 1 main body số 1 các bạn sẽ tách lại hai câu hoặc ba câu tùy theo các bạn biết sao khác rồi body số 2 chương
mấy cậu không biết, lại em đoán thì sẽ biết mấy cậu thôi. Đúng. 50 câu. Mấy? 3 4 câu gì đó, 3 4. Được, 3 4 hay 3 câu. Đâu? Câu 1 là nói gì? Câu 2 nói gì? Câu 3 nói gì? Đúng rồi ha, một bài. Mà mình đang tới đoạn số 2 là nó nói tới cái đoạn gì nè. Đoạn trên mình đã chốt mình viết hai hoặc ba câu rồi, giờ đoạn dưới mình chốt mình viết mấy câu này. Không nghe, không nghe. Ok, cho mới hỏi là gì nè, là mình có viết giống kiểu 524 này xong mình xuống đây mình viết tiếp, rồi mình viết 952 xong mình viết tiếp. No, không nghe. No. Ủa, tại sao? Tại đây cũng tới thầy cũng biết thì mình biết vậy mình sẽ viết sao luôn. Em biết được không? Em muốn biết em biết được hay không đó, actually khá chắc là biết không được nha. Cho nên có chia thì hãy chia theo cái gì nằm đi hết. But did I tell you, nhưng mà các bạn, cái này là static chart hay là dynamic chart? Do we have like a what do call that? What? A rope, yeah, okay, but a noose. It's a joke, huh? No, okay. I've never killed myself. Wait, okay, so. Lại nè, lần nữa nè. Cái này có số 5 không? Thì mình sẽ chia theo gì? Đây là dynamic chart, thì mình sẽ chia theo giai đoạn 5 thôi là dễ nhất. Cố. Đó, sao mẹ chưa mấy nào cái số nè, 1 2 3 câu đó mấy không, 3 câu nha. Mỗi ba đó đến vô em thì chơi nụ cười nào. Ok, so let's say cười cười cười, right? Ok, Jesus. Chia làm ba giai đoạn nha các bạn, yêu game trên đây luôn. Nhưng mà có một câu cũng được, thêm câu số 4. Giả dụ nếu phải bắt các bạn viết câu số 4 thì các bạn sẽ biết cái gì? Lâm, vô, nói đi. Plus the number of female participants who joined the Olympics increased significantly in this period. Đúng, chính xác, hợp lý, good job, nice. Đúng, hợp lý, chính xác. Nhưng mà có phải nó giống con này không? Good, very nice. Rồi, vậy để khác con này thêm cái thông số như vậy. Thêm thông số là bạn xem nó coi gấp mấy lần nhé. Ok, hoặc là cái sự khác biệt của nó, hay gọi là cái gì, cái hiệu số của nó càng ngày càng rút ngắn hay là sao. Ví dụ nha, let's say cái này, cái này 3.000, cái này nhiêu, cái này tầm nhiêu, let's say 200 đi ha, 3.000 chia 200 là nhiêu? Đúng, 28.100, ok, là nhiêu, 4.200 trừ cho nhiêu, 500 là nhiêu? Oh yeah, 3.700, oh yeah. Hiểu xấu quá, đúng không? Đây là nhiêu, cái này 5.100 trừ cho 1.500 là nhiêu? 7.600, cứu cái này, và cuối cùng ông nội này, 5.900 trừ cho 4.800 là nhiêu? 1.100, right, ok, có nhỉ. Vậy nó có phải là nó khác biệt đều không? Đấu đều đúng không? Right. Nó không đều. Cool. Vậy thì mình sẽ làm sao bây giờ? Mình sẽ nói là nhìn chung thì năm từ giai đoạn cuối này đúng không? Thì khi đó mới thấy cái sự phát triển vượt bậc nhất của cái gì? Quân đội. Chưa hiểu không? Không sao đâu. Hả? Tại sao không đối biết luôn? Tức là em sẽ chia theo hôm nào men với mình đúng không? Right? Tức là đoạn 1, đoạn này là em sẽ chia là men trước, dài 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 đúng không? Sau đó em quay lại ngừng lại đúng không? Right? Chứ sao? Là chia theo năm đó. Hả?
Nè, chỗ nó lại cho nghe nè, chỗ nghe năm số cho nên lại lại nè. Câu đầu tiên, memory số 2 nha. Câu đầu tiên, mình sẽ so cái sự tăng của nam ở đây với cái sự tăng của nữ ở đây. Thì thôi xong. Tiếp. Đấy, câu số 2 mình sẽ như vậy. Câu số 3 mình sẽ như vậy. Câu số 4 mình sẽ nói cái điểm đặc biệt đặc trưng của nó là những cái con số điểm khác biệt này. Thì là chỉ có từ giai đoạn cuối này thì nữ nó mới tăng dữ dội. Hiểu không? Nói gì lại không? No, em nói được ví dụ của thầy, em dụ em không biết chuyện không? No hả? Viết đi. Bắt đầu viết cho thầy. Chia ra để viết nha, không bắt em viết hết đâu. Body số 1. Ba mắm hàng sau viết thì body số 1. Body số 2, các bạn hàng trước viết cho thầy. Được chưa? Viết thẳng vô tờ đó luôn. Nghe tại chỗ. Các bạn có 10 phút để viết. Rồi, viết đi. Các bạn online hả? Tất cả các bạn online viết cho thầy body số 2. Rồi, được rồi. Hả? Cái gì Như thông qua tùy ý hả? Đâu được nhé, không ý được nhé. Dâu thì cảm giác
Nếu mà trông giống như thế này, the number of men, đúng không? Yeah. Increased by 100. Thì nếu mà em không dùng increase là động từ á, mà em dùng danh từ, ví dụ như anh increase á, thì em sẽ dùng là of, ví dụ the number of men saw an increase 100. Hiểu không? Đó, vậy thôi. Để đa dạng từ luôn. Result is that many moons is the small em number was
Em trường hả?
Cái quần rờ biết dạy còn lại luôn đó. Thì cũng chạy thì cây lắm cái hàng giấy rồi nên ôi trường không có vậy môi trường thấy sao biết ơi hơi dạng có cái ăn đó vậy có Yeah, the same trend is true for the same is true for any of them. The same when it opposite. Was increase minus one factor of cooling. So you can okay, you go to that. Ví dụ như over 28 năm em nhắn lại hay là cộng 5 đi tôi biết cái thầy cái thầy please slowly which nó phải là một cái phần của which will not which will hơi dài một xíu với lại cái các những câu trong đó chỉ sang tắt chú ý là Don't mind that the guy who I'm destroying. Oh my god, nghĩ Thảo Nguyên hả? Em biết theo cách tắt male với female mà được không thầy? Đại số mấy Nguyên? Kiếm là đại số mấy vậy?
Dạ là 42 thầy. 42 hả? Male female. Chắc chắn là mình sẽ so sánh male với female rồi. Nhưng mà nếu mà tách male với female ra thì viết nó sẽ hơi khó. Giống như Trần nãy nói rồi. Là final stroke thì lôi em vô làm cameo hơn. Okay, so. The number of male participants đó thì sửa bài của bạn Nguyễn đó. Okay, so. Let's go. Okay, so this is not our number. This is the number, huh? Always higher than female participant between the proportion of women who took part in it. Và chỗ này sẽ không phải là wallet reaching em, chỗ này phải là reaching thôi hết. Phải là let's say which yeah rồi. Ok, cool. Which và D 924 12 rồi cô là em đi hết luôn từ đầu đến cuối đúng không? Right. Men joining in the Big Rush steadily, specifically chia grew approximately 10,000 person. Giờ này không phải là whereas nhưng giờ này phải là and ha. Yeah. Đúng về mặt ngữ nghĩa nhưng mà sai về cái conjunction. And, được chưa? And number men ha. Thì em thấy là nếu mà em chia như vậy thì nó cũng sẽ giống như cái cách chia theo năm. Nhưng mà nó sẽ bị thiếu cái gì? Thiếu cái chi tiết từng năm thôi. Right? Nếu chia theo năm thì mình cũng so sánh như nam với nữ nhưng mà mình sẽ chia được thành chi tiết từng năm không? Ok, cool. Rồi bây giờ là tại sao thầy không khuyến nghị các bạn chia theo male với female mà các bạn phải chia theo năm? Trong cái bài này là số mấy là số 2? Các bạn thấy là cái trend của nó là cái trend nó tăng. Nó tăng hết cả hai, không có thằng nào nó tăng, không có thằng giảm hết. Lỡ cái bài cái trend cái gì nè? Right. Mà các bạn chỉ chia theo gì? Chia theo nam với nữ thôi. Thì khá chắc là các bạn sẽ bị rối và bảo bằng cái gì? Hiểu. Các bạn chia theo trend như vậy. Năm như vậy. Còn chia nam với nữ. Là ví dụ nè. Nam năm đầu tiên tăng đi. Nhưng mà nữ năm đầu tiên cái trend ngược lại hoàn toàn giống vậy. Nó ngược vậy. Xong xuống đây là tiếp tục giảm. Là nó lên. Mà lên vậy. Xong vậy vậy luôn. Ừ. Hơi cực. Các bạn mà chia nam với nữ là các bạn sẽ phải tách nó như vậy. Ủa, con men nam đây tăng nữ tăng cái kiểu như người một người luôn á. Thu chia theo năm sẽ ok hơn. Rồi. Tiếp. Thu. Rồi mấy đứa mà biết dạy cho ta nó xỉn nha. Số khu. Yêu bốn câu. Word. 24. Ở đây the number of male participate gì participate tiền rất chính xác. Ok, participating hoặc là các bạn có thể là who participated. Ok, why, tại sao? Đúng rồi, rút gọn mình đều quan hệ. Và thứ hai là các bạn sẽ phải còn kiểm tra để coi nó chủ động bị động hết. Rút gọn mà chủ động thì lúc nào cũng in, hút bị động lúc nào cũng là cái bay đi vậy thôi. Nếu không phân biệt được đâu là chủ động bị động thì đừng rút gọn, mình sẽ dùng thẳng mình đều quan hệ luôn. Hút tiếp increase steadily each year bởi cái hát cái số tiếp. The figure of men accounted for 3,000, which is the lowest since the beginning year, but lowest 3,000 để đâu ta? Trời ơi, mà ai dễ vô lắm. Cái nào phải bậy này nhỉ? Không, cái bậy gì nữa. Sắp luôn. 3,000 hả? Tại đây không em? Right. Cool, yeah. Let's say lowest in. In you may since. Cool. Thứ ba đó là như vậy nè. The figure man accounted for 3,000 in the
first year là sau đó which is the lowest in the first year, which was the lowest. Tại sao là phải đổi vế hai vế này lại với nhau? Hai đi. Tại sao không được là which was the lowest? Only the found what was the lowest, which was in the first year. Tại sao không đổi lại? Ok, fine rồi, tự nhiên hỏi câu nghĩ muốn thật. Ok, fine. Ý của thầy là năm đầu tiên nó bao nhiêu? Đó là sự thật. Còn cái which was the lowest này nó là mệnh đề quan hệ bổ sung thêm. Được chưa? Cái chính vẫn phải là 3.000 trước đã, ok? Dạ, yeah, không? Cái nào chính thì để làm chính, cái nào phụ thì đưa vô mình đưa quan hệ thôi. Rồi, tiếp. But it was much higher, extremely higher, huh? Ok, cool, fine, extreme là từ để chỉ cái chất thay vì chỉ cái lượng, ok? So, hay bằng gì thôi? Significantly, yeah, ok? Was more, was much higher, significantly higher, okay? Nó mở đồng sai đâu hả? Cool, giữ nguyên tiếp. Đang là number, blah, 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 which one is about number? Ok, fine. Thiếu giới từ gì? Hả? Ba hả? What? No. Năm đầu tiên 3.000 con nữ chứ. Vậy là phải là hát hãy hát ốc luôn. Trời ơi, gì vậy? Ủa, cái đứa à, chứ ổn sớm. Nói gì? Né, không nổi. Né, né, cứu. Male competitors continually went up and it were well. It was okay, it was well over. Well over 3.000 thôi thì well let's say cái này bỏ đi. Đàn female is not like that. Không, sẽ không so sánh giữa đàn female đây. Biết tại sao? Ok, giải thích là biết đến sao? Nó giải thích được mà lừa đúng không? Ok, sao? Tưởng tượng đi ha. Cái là 3.000 này là 3.000 gì? Em like so 3.000 là at hay là 3? Cú, fine. Năm tầm năm 2 tháng 4, ok, fine. 3.000, 3.000 này là 3.000 nào? Năm 2 tháng 4, 3.000 nào vậy? Where? What's that? Cú. Là 3.000 nào? Ý em là cái chỉ số này là cái khoảng cách giữa menu của mình nó là hơn 3.000 đó. Tức là em cũng trừ đúng không, right? Tức là em lấy cái số dạ đúng rồi 4100 đúng không, right? Này là nhiêu ta? Này 5.000 đúng không? Biết anh vậy đúng không, right? 5100 đúng không, right? Ở đây dạ đúng rồi. Quỹ là 500 đúng không ta? Ok, còn đây là thằng này là 1500 đúng không, right? Đúng vậy. Rồi em trừ ra 3.000 đúng không, right? Tầm khoảng 3.000. Thì em sẽ nói là the male competitor continue went up. Được chưa? Tăng. Rồi. 3.000 participant more than female này thì không phải là cái number mà là cái gì? Hả? Đúng rồi. Và phải là chữ gì? Chỉ cái chữ danh từ tiếng Anh là and the difference. Đúng không? Difference was around 3,000. Different was by, sorry, was by around 3,000. Yeah. Compared to female, rồi vậy thôi. À, tức là sai subject. Ok, đúng thông số nhưng mà sai subject. Chú ý nhé. Significant change in female, a change, you know, changing in female, which went upwards, just in the four, five, yeah, 5,000, yeah, sao số, huh? Which went upward to reach at, okay, thiếu giới từ với động từ, at, four, just in the 5,000, tại dưới 5,000, four, có không vậy? Which, ok, câu này có thể giống kiểu nối vô câu trước luôn ha. Ok, which gì? Which gì luôn? Nó lên tới tận 5.000, dưới 5.000 đúng không? Which gì? Which shorten the
cho tập đi chứ còn we shorten the difference đúng rồi between both groups to bao nhiêu just over ngàn được chưa lại không tốt là ngàn trăm á thì đi chết sau bờ ngàn cũng tưởng vậy á dạ ghê vậy ai biết câu này đứa nào biết này không ghê vậy xịn em mà hơi dài em hả ok hơi dài xíu nếu mà xét ra cái này thì gần như là nó sao ta nó gần như là bằng một cái nó bằng nguyên một cái passage của task luôn nhưng mà đúng nha không gì sao đâu em á ok cẩn thận một xíu về cái phông số để từ từ vựng thôi nha rồi chốt lại nè các bạn đa số là bị hai lỗi một là các bạn bị lỗi động từ subject with verb agreement là không biết là cái động từ này là của chủ ngữ nào mình đang so sánh cái sự khác biệt hay là mình đang so sánh cái con số phút chú ý lại cái đó thứ hai là các bạn bị lỗi giới từ thì chỉ có năm sáu cái thôi là gì nhớ không ông ta nó học chưa phải không đúng phải không không phải luôn chưa hả chứ nó không có hả ủa nhớ nói rồi mà có rồi đúng không thế nào chưa được nó một hả là có nói rồi anyway cái giới từ thì nhớ anyway so vẽ đi cho một cái nữa thì sorry okay. Thì như vậy nè trong nó giống như vậy nè look pretty much like this trăm giờ 900 được chưa không tăng lên đi ha này là nhiều 800 giờ ok cool fine rồi thì nhớ nè increase verb by 800 increase noun of 800 phút increase verb from 100 to 800 that to gì hả à, 900 rồi ok sorry và 1, 2, 3, 4 rồi right the number reaches at new hả 900 vậy thôi xong hết gì ta thở hết rồi xuống from to end hết rồi ok rồi vậy nhớ gì đi hả hơi nó ngứa mà nhìn nó vậy đó hết xong just weird huh? Đó, xong. Bây giờ đừng sai giới từ nữa nha. Bạn hết đi số 3 nhớ xíu đi. Lại bạn bật đây là bạn có liền. Bây giờ. Bạn về nhà. Có hai bài nhé ok muốn bài dễ rồi khó dễ hai cũng hai cái rồi anyway lớp mình thì qua bài nhà chỉ cần làm đúng cái này cái phần này thôi dưới đây thôi được chưa homework này thôi hết mix shop ai muốn làm nữa thì các bạn sẽ viết ra giấy cái này là viết trên mạng nè trên đấy nè được chưa còn cái kia là cái bài extra với đề giấy nha và cái bài dưới đây nè cũng trên cái link đó luôn thì ở đây các bạn sẽ có cái này ok bài tập ở nhà thêm tập nhà thêm ha ok là gì chỉ viết cho thầy bài này nhưng mà phải tự viết được cái introduction luôn nha
Tức là đây sẽ không có introduction cho các bạn sẵn. Cú tự đi mà biết. Được chưa? Đó, xong vậy thôi. Thật sự. Rồi, hôm nay tới đây thôi, các bạn thêm nhiều. Hãy subscribe cho